hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cuộc tranh cãi để tìm ra sự thật đằng sau những lan truyền ngoài kia p network lừa đảo hay kéo dài thời gian để ăn tiền quảng cáo hãy theo dõi tôi vì những gì tôi tiết lộ có thể thay đổi cách bạn nhìn nhận về p network từ bây giờ chào mừng bạn trở lại gần đây có nhiều lan truyền trên mạng xã hội những thông tin không tốt về p network và gây tranh cãi tôi sẽ giải mã những điều phức tạp làm sáng tỏ những bí ẩn và mang đến cho bạn những hiểu biết quan trọng. Vì vậy, nếu bạn quan tâm đến P Network, hãy nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung mới nào. Bây giờ, chúng ta hãy đi vào chi tiết của P Network. Sau khi xem video này, bạn sẽ tin rằng P Network là một dự án đột phá trong khai thác tiền điện tử trên thiết bị di động. Hay nó chỉ là một lời hứa rỗng tuếch. Nhưng trước khi bạn quyết định, hãy khám phá cả hai mặt của vấn đề. P Network đã là một chủ đề gây tranh cãi gây gắt gần đây. Một mặt, có những người ủng hộ và nó sẽ làm được điều lớn lao tiếp theo trong công nghệ phi tập trung, một hoạt động khai thác đầu tiên trên di động có thể dân chủ hóa tiền điện tử như chưa từng có trước đây. Mặt khác, những người hoài nghi thì cho rằng đây không khác gì một trò lừa đảo, một cách để kiếm tiền từ doanh thu quảng cáo. Trong khi hứa hẹn về một tương lai có thể sẽ không bao giờ đến những người chỉ trích p network thường chỉ ra mô hình doanh thu từ quảng cáo của nó như một dấu hiệu đáng ngờ họ cho rằng ứng dụng này đang kiếm bộn tiền từ quảng cáo một số ước tính cho rằng ứng dụng này tạo ra hàng triệu nếu không muốn nói là hàng tỷ đô la từ quảng cáo đối với họ điều này đặt ra câu hỏi lớn về tính hợp pháp của dự án liệu p network có thực sự quan tâm đến việc tạo ra sự đổi mới hay chỉ đơn thuần là kiếm tiền từ quảng cáo mặc dù có nhiều sự hoài nghi vẫn có một cộng đồng lớn và nhiệt huyết tin tưởng vào tiềm năng của p network những người này được gọi là p owner họ tin tưởng vào sự thành công của việc ra mắt mạng chính mở một cột mốc quan trọng sẽ chuyển đổi p từ mạng thử nghiệm thành một mạng phi tập trung hoạt động đầy đủ họ tiếp tục khai thác đồng hành và lan tỏa giá trị của Pi và chờ ngày hái quả ngọt. Bây giờ, hãy nói về bạn, những pioneer. Thành công của Pi Network không chỉ nằm trong tay của các nhà phát triển mà còn phụ thuộc vào bạn. Dự án đã làm rõ rằng sự tham gia tích cực của cộng đồng là chìa khóa để biến mạng chính mở thành hiện thực. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ đơn giản. Chuyển đổi sang một blockchain đầy đủ sẽ đòi hỏi mức độ phối hợp an ninh và đổi mới chưa từng có. Và đội ngũ Pi có tim đang hoàn thiện nó để kịp ra mắt mạng chính vào cuối năm nay. Như lời chia sẻ của Nicolas trong ngày Pi 2D vừa qua. Nhưng Pi Network vẫn là một chủ đề gây tranh cãi trong cộng đồng. Mô hình doanh thu quảng cáo đưa ra những lo ngại chính đáng về mục đích của nó, trong khi lời hứa về một mạng chính mở và tiềm năng khai thác trên di động mang lại một cái nhìn hấp dẫn về những gì có thể xảy ra. Sự thật là chúng ta sẽ không biết chắc chắn cho đến khi Pi Network thực sự thực hiện những gì đã hứa. Chuyện Pi Network thành công hay thất bại hãy để thời gian trả lời. Và đây là những gì tôi biết và chia sẻ với bạn. Bạn sẽ ngạc nhiên trước những khả năng tuyệt vời của Pi Network. Là khả năng xử lý đáng kinh ngạc lên tới 70.000 giao dịch mỗi giây và tốc độ chuyển tiền toàn cầu chỉ trong 3 đến 5 giây. Pi Network đã nổi lên như một trong những dự án blockchain hứa hẹn nhất hiện nay với sức mạnh xử lý ấn tượng của nó. Không có gì ngạc nhiên khi nó thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng điều gì khiến Pi Network trở nên đặc biệt? Hãy cùng phân tích. Đầu tiên, hãy nói về khả năng kỹ thuật của Pi Network. Mạng blockchain này có thể xử lý lên đến 70.000 giao dịch mỗi giây. Để dễ hình dung, Bitcoin chỉ xử lý khoảng 7 giao dịch mỗi giây và Ethereum khoảng 30 giao dịch mỗi giây, ở phiên bản ban đầu của nó. Khả năng giao dịch mỗi giây cao của Pi Network có nghĩa là nó có thể hỗ trợ một lượng lớn các giao dịch mà không gặp phải tình trạng tắc nghẽn hay chậm trễ. Với 70.000, P Network có thể dễ dàng xử lý cả các giao dịch nhỏ lẻ lẫn các giao dịch lớn trên toàn quốc gia. Tất cả đều nhờ vào công nghệ blockchain tiên tiến cho phép xử lý song song và các thuật toán đồng thuận hiệu quả. Điều này đảm bảo rằng mạng có thể xử lý nhiều giao dịch đồng thời mà không ảnh hưởng đến tốc độ hoặc bảo mật. Bây giờ, hãy nói về một trong những tính năng nổi bật của Pi Network, tốc độ chuyển tiền toàn cầu chỉ từ 3 đến 5 giây. Hãy tưởng tượng việc có thể chuyển tiền đến bất cứ đâu trên thế giới chỉ trong vài giây. Điều này đặc biệt có lợi cho các giao dịch quốc tế và việc gửi tiền. Không còn chờ đợi hàng ngày hay thậm chí hàng tuần để tiền của bạn đến nơi. Trong tương lai, Pi Network có triển vọng lớn với sự phát triển liên tục và cộng đồng người dùng ngày càng mở rộng. Pi được dự đoán sẽ cách mạng hóa cách chúng ta nghĩ về tiền tệ số, mang đến một thế giới nơi các giao dịch không chỉ nhanh hơn mà còn an toàn hơn và dễ tiếp cận với mọi người. Ở mọi nơi, sức mạnh thực sự của Pi Network nằm ở cộng đồng. Với hàng triệu người tiên phong trên toàn cầu, mạng lưới phát triển dựa trên sự tham gia tập thể và tầm nhìn chung mỗi thành viên đều đóng góp vào sự phát triển và ổn định của hệ sinh thái làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn từng ngày vậy còn bạn thì sao bạn nghĩ p network là tương lai của tiền điện tử hay chỉ là một chiêu trò quá tốt để tin hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn trong phần bình luận bên dưới nếu bạn thấy video này hữu ích và muốn có thêm nội dung giúp bạn tìm hiểu sự thật hãy like video này đăng ký và nhấn chuông thông báo cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại ở video tiếp theo